Ok anh em, thì đây mình có cái một cái cell pin rất là đặc biệt, cell pin 4000 mAh 18650, dung lượng cao nhất thế giới. Và mình vừa mới test sạc xong ở 2623 mAh. Và nội trở của nó là 9,7 mA. Cực kỳ thấp nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Sạc xong rồi. Đây. Anh em coi nè. 4000 mAh nha anh em. 4000 mAh, 3,6V, 4,2V. Mật độ năng lượng là 14,40 Wh. 18650, 18650. Wow. Quá tuyệt vời luôn anh em. Rồi giờ thì sẵn đây mình có cái cục Mavic Mini 1. Này cục này cũng cả trăm lần sạc, mình sẽ thay nó luôn. Sẽ thay nó bằng cái cell 4000 mAh này. 8650 4000 mAh. Cái này là dung lượng thật luôn nha anh em, dung lượng thật đó nha. Còn anh em mua ở đâu thì mình không biết, nhưng mà mình mua ở đây mình cam kết là dung lượng thật thì mình biết nó là dung lượng thật thế thôi. Bây giờ mình sẽ thay nó vào thử bay xem coi thời gian bay nó được bao nhiêu hết anh em. 4000 mAh mà trên cái size pin là 18650 thì thật sự là quá đỉnh luôn. Thay cell cho mini 1 thì cũng dễ lắm anh em, vì hai cái size pin 18650 thì nó hoàn toàn giống nhau. Anh em chỉ việc tháo bỏ cái cell cũ và anh em thay bằng cái cell mới vô thôi là xong. Nó y chang nhau về kích thước luôn. Đó, trên này nè, có mấy mối hàn là mình gã mấy mối hàn này ra rồi mình hàn cái cell mới vô thế thôi. Cũng không có gì phức tạp đâu, khá đơn giản. Vỏ nó chắc chắn là vừa rồi. Ok, sau khi hàn xong nè anh em. Đó, đơn giản thế thôi nè, 4000 mAh nè. Rồi giờ mình gắp lại cho nó hoàn chỉnh thôi, mình gắn nắp gắn đồ cho nó đầy đủ vô là mình có thể mình cất cánh được rồi anh em. Rồi dán tem mạc đồ vô lại, băng keo rồi lại đầy đủ rồi xong. Đó, còn cái băng quấn đây nữa là xong. Rồi trông như cục benzin, quấn băng keo đầy đủ, gắn tem vô luôn nè. Nó xong ngay và luôn, lắp vào máy là chơi thôi. Bây giờ mình sẽ cắm vào húp để mình ác tiêu nó nghe anh em. Và còn một bước nữa quan trọng lắm, đó chính là chạy lại phần mềm để chỉnh sửa lại cái dung lượng mới cho nó nha. Ác tiêu coi. Rồi ác tiêu nha anh em. Lên đủ 4 đèn rồi nè. Là nó đang đầy luôn rồi đó, cho nên là nó không sạc nữa. Bây giờ mình sẽ can thiệp phần mềm để mình chỉnh lại dung lượng 4000 cho nó là xong, không cần làm gì hết nha anh em. Thử nghiệm pin 4000 mAh 18650 mini 1 trên body của DJI mini 4 Pro nha anh em. Mình sẽ thử tải nó trong nhà trước để mình khảo sát xem về nhiệt độ, về điện áp này kia coi nó sao ha. Thử trên mini 4 Pro nha, vì con mini 1 của mình nó không có giữ vị trí tốt trong nhà cho nên mình không dám thử, hay mình sẽ thử trên mini 4 Pro. Ok anh em, thấy khi đề ba lên nè, dừng đề ba, take off, rồi 1 2 3 cất cánh. Đó, cất cánh nha anh em. Nhìn chung thì độ sụt giảm điện áp là mình thấy khá là ổn nha, không có phải quá căng thẳng nha.
nó sụt xuống một cách cũng tương đối nhẹ nhàng và mình cảm thấy là nó rất là ổn, không phải quá khó khăn. Ok, mình sẽ off cảm biến. Mình off cảm biến cho anh em. Off. Chuyển về chế độ chụp ảnh. Thời gian bay dự kiến là 37 phút, 38 phút anh em. Khoảng 38 phút trên body của DJI Mini 4 Pro. 38 phút trên body Mini 4 Pro với dung lượng là 4000 mAh. Cell là 18650. Đang thử tải trên body Mini 4 Pro. Và một lát nữa mình sẽ thử tải ở ngoài trời trên cái body của Mini 1 chính thức. Còn giờ là mình thử tải trước trong nhà để mình theo dõi, mình monitor những cái điện áp, những cái nhiệt độ, những cái dòng xả này kia rồi để xem coi là nó có ổn không. Mình thử trước rồi sau đó mình sẽ ra ngoài trời sau nha. Tất nhiên là mình sẽ phải có sạc lại một lần để cho nó đạt 100%, rồi sau đó mình mới ra ngoài trời mình thử nghiệm. Nhìn chung mình thấy về mức độ điện áp và sụt giảm điện áp này kia thì nó khá ổn đó, không có phải là nó tệ đâu. Cell này nếu mà nói về dòng xả của nó thì một lát mình sẽ nói rõ hơn về những cái đặc tính, những cái thông số kỹ thuật của cái loại cell này để cho anh em tham khảo. Anh em thì có thể có một cái kỳ vọng tốt cho cái cell này, cũng có thể là có một cái kỳ vọng không tốt cho cell này. Một lát mình sẽ công bố và anh em tùy theo cái lựa chọn của anh em, tùy theo cái nhu cầu của anh em thì anh em có lựa chọn hay không thì tùy nha. Rồi giờ mình khảo sát một tí nha anh em. Nhá nhá mình bên thử rồi coi nó có ổn không á, mình coi điện áp nó có bị nhảy không thì mình thấy điện áp nó cầm khá là đều. Nó không có bị cái hiện tượng mà nhảy điện áp nha. Nếu mà vậy thì mình nghĩ là dòng xả nó cũng khá là ổn đó, chứ không có tệ đâu.
Rồi, mình đã đốt hết 30% pin và bây giờ mình sẽ xem coi là mình đã bay được bao nhiêu phút tại chỗ nha anh em. 10 phút. Rồi, giờ mình sẽ chuyển sang mình test trên mini 1 nha. Test vậy mình thấy ổn rồi đó. Rồi, ok anh em, thì giờ mình sẽ bắt đầu mình test pin 4000 mAh trên body của Mavic Mini ở ngoài trời nha anh em. Mavic Mini. Rồi giờ mình sẽ chuyển sang quay phim màn hình nha. Rồi chúng ta sẽ test cốp ở 100%. Điện áp của pin hiện tại là 4,16V và nhiệt độ đang là 33,9 độ C. Pin đã được nghỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau khi sạc. Và đây sẽ là thời gian bay thực tế nhất mà chúng ta có được. Giờ chúng ta chỉ việc chờ cho điểm GPS nó lên đủ và chúng ta tiến hành take off và bắt đầu đo thời gian. Điều kiện bay thì bay có một điều kiện duy nhất giống như bao nhiêu lần mình test pin, là cùng một tọa độ, cùng một vị trí. Giờ mình sẽ bắt đầu take off nó luôn, trong khi chờ GPS nó lâu quá đi. Rồi, take off. Lên. Này không biết nó báo cái gì nữa, thì cha nó mình cũng không quan tâm. Rồi mình sẽ hover tại chỗ một tí xíu nha anh em. Để mình coi coi thời gian bay của nó báo là bao nhiêu. Wow. Wow 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 wow. 47 phút anh em. Wow, 47 phút nó báo giống như mini 3 luôn anh em. Mini 3 mà xài pin plus đó, pin plus 3850 á. Báo 47 phút kìa, ghê không? Rồi. Mà cái motor nó mình cảm giác nó hơi gáy gáy anh em. Mình cũng biết tại sao, chắc là do mình bị quen con mini 4 Pro hay gì đó, mình cảm giác motor nó gáy gáy. Và mình nghĩ cũng chắc cũng không có gì đâu, cho nên là mình cứ phi thôi. Vì hiện tại thì đang là trưa, trời khá là nắng và khá là nóng. Nhiệt độ bên ngoài trời là gọi chung là cao. Nên là chúng ta bay kiểu này thì nó cũng hơi ảnh hưởng tới cái thời gian bay. Nhiệt độ cao nó ảnh hưởng tới nhiều cái lắm anh em. Ảnh hưởng tới vận hành của máy móc thiết bị lắm á. Nhiệt độ chính là kẻ thù của thiết bị điện tử nói chung. Khi mà nhiệt độ nó cao thì anh em sẽ... nó sẽ làm cho cái những cái linh kiện của chúng ta nó bị áp lực á. Cho nên là bay trong cái điều kiện thời tiết nhiệt độ cao như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới tuổi thọ của thiết bị, cũng như là thời gian bay này khi các kiểu nó cũng sẽ ảnh hưởng. Ồ, nên thời gian bay nó báo căng ghê luôn anh em, 48, 47 phút không anh em. Báo căng dễ sợ luôn. Nhãn xuất khuyến khích là mình bay ở vận tốc 12 km/h, nhưng mà thật sự là giữ được cái vận tốc 12 km/h nó hơi khó. Cho nên là mình bay 9, 10, 11, 12 cũng hơi khó giữ thiệt. Phải này mà nó có cái cruise control giống như là mini 4 Pro thì quá ngon, mình giữ cái vận tốc nó nhàn. Còn này nó không có, mini 1 nó chẳng có chức năng gì trơn á, thì mình bay thì nó hơi cực một chút. Nhưng mà bù lại là nó tiêu thụ năng lượng rất là hiệu quả. Mini 1 thì có chức năng gì đâu, ngoại trừ chức năng bay rồi quay hình thôi. Nên là nó không có tốn nhiều năng lượng giống như là mini 4 Pro. Thì giống như ở đoạn đầu video anh em xem đó, mini 4 Pro nó ăn pin kinh khủng luôn. Nếu mà pin dung lượng 4000 này thực tế mà nói thì con trên body mini 4 Pro chắc nó cũng bay chỉ cỡ được khoảng 33 34 phút gì đó thôi, chứ không thể nào bay hơn được đâu. Tại vì pin plus là nó xài cell lipo á, dung lượng của nó cũng xem khoảng 4000 mAh.
mà trên body mini 4 Pro mà nó ăn thời gian bay có được có 35 phút anh em. Tức nghĩa là hiểu được rằng là cái body của mini 4 Pro nó tốn pin đến cỡ nào luôn. Hệ thống cảm biến nó nhiều quá, chất lượng camera nó tốt quá, sóng nó mạnh quá và thế là nó ăn pin. Còn mini 1 này thì nó chỉ xài wifi, sóng wifi bình thường. Rồi chỉ bay và ghi hình thôi. Ghi hình nó cũng không có chất lượng, cũng không có cao cho nên là nó tốn pin. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái điện áp nó tí xíu nè. 3.9 V. Nhiệt độ là 44 độ C. Ở điều kiện ngoài trời gì? Có gió. Sale thì mình thấy là nó khá đồng đều và cái điện áp nó giữ khá là chuẩn, tức là nó không có bị búng 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 điện áp anh em. Nó không búng điện áp chứng tỏ là dòng xả sale nó tốt á, chứng tỏ dòng xả nó tốt cho nên là điện áp nó không có bị búng. Còn những cái sale mà anh em thấy là cái dòng xả nó không tốt và cái chất lượng nó cũng không cao á, thì khi anh em vận hành anh sẽ thấy có hiện tượng nó bị búng điện áp nó nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống liên tục, nó không có giữ yên được một mức. Còn này ví dụ như anh em thấy là nó tụt từ 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 đều 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 theo phần trăm pin đó, thì chứng tỏ là sale này nó có dòng xả rất là tốt. Và để cung cấp thêm một cái thông tin cho anh em liên quan tới cái sale 4000 mAh cao nhất thế giới 18650 này, anh em lưu ý giùm mình nha, cao nhất trong thế giới 18650 nha, chứ không phải là dung lượng này là gọi là dung lượng cao nhất trên thế giới, mà trong trong cái dòng pin 18650 thì 4000 mAh đang là cái sale pin có cái dung lượng cao nhất mà ở cái kích thước 18650 có được. Và dung lượng khả dụng của nó khi sử dụng chắc nó sẽ đạt khỏi khoảng 3950. Và theo spec của nhà sản xuất thì sale pin này có dòng xả liên tục tối đa là 10A nghe anh em. Dòng xả liên tục tối đa chỉ có 10A thôi. Và dòng xả tức thời trong một khoảng thời gian ngắn khoảng độ chừng 2 3 giây 4 5 giây sẽ là 12,5A. Và theo mình thì dòng xả này là không đủ đối với việc bay drone, bay flycam nói chung. Nó chỉ thích hợp để anh em chơi những cái nhẹ nhẹ thôi, chứ không có thích hợp để chúng ta bay lượn trên trời kiểu này đâu. Vì chúng ta kéo liên tục 10A, ví dụ như bình thường mà nó bay như thế này nè thì chắc nó không ăn tới 10A, nó ăn cỡ 8A thôi. Cỡ 8A, con mini 1 này nó ăn cỡ tầm 8A thôi. Nhưng mà khi mà anh em gặp gió, gặp mái này kia rồi đó, dòng xả chắc chắn nó sẽ tăng lên. Và khi mà cái xe pin nó phải gánh dòng xả cao liên tục thì nhiệt độ của xe pin nó sẽ khá là cao, pin nó sẽ khá là áp lực trong lúc nó vận hành. Và như vậy thì nó sẽ không tốt cho cái tuổi thọ cũng như là độ an toàn khi chúng ta bay lượn. Nó là có sao mình nói vậy, nhưng mà nó phù hợp ở cái chỗ là gì? Đó là dung lượng nó cao. Dung lượng nó cao thì những anh em nào thích bay lâu, bay dạng như bay chơi chơi, bay vui vui giống như mình test pin như là bay vui vui, bay lượn lượn lượn, mình bay không quá xa tầm mắt của mình, bay trong tầm mắt. Hoặc là quay những cái shot nó đơn giản, không có cầu kỳ, không có phải đòi hỏi này kia á, thì xài cái sale này nó sẽ mang lại thời gian bay rất là ấn tượng và thời gian bay dài, nó vô cùng là có lợi trong cái việc mà chúng ta bay lượn. Cái đó thì khỏi cần bàn, ai cũng biết đó. Thì nói chung là về dòng xả này kia, đánh giá về kỹ thuật thì mình cảm thấy là nó không ổn, nó không đủ, nhưng mà để mà chơi chơi vui vui á thì vẫn có thể chấp nhận được. Với cái độ bền của xe 18650 này kia kia nọ thì chúng ta có thể đánh đổi cái việc mà nó thiếu đi sự an toàn, thiếu đi cái dòng xả tốt để duy trì một chuyến bay an toàn, đánh đổi lại thời gian bay thì thật ra nó cũng xứng đáng. Vì thật ra là con mini 1 bây giờ giá của nó thì nhìn chung khá là rẻ và chức năng của nó thì cũng không có gì đặc biệt hết, chúng ta chỉ dùng để bay lượn vui vui vậy thôi. Thì sử dụng xe này có thời gian bay dài là một điều rất là đã luôn, chứ cũng không phải là nói là nó tệ. Nãy giờ mình bay mình thấy nó cũng đã lắm chứ không có tệ đâu. Rồi, đó là thông tin về cái spec, cái thông số kỹ thuật của sale. Anh em nào thích thì chơi, không thích thì thôi nha. Cái này về kỹ thuật thì mình quá gành rồi, mình không có cần phải phải gọi là suy nghĩ hay là tính toán gì thêm, mà mình đã quá hiểu nó, mình hiểu quá hiểu cái vấn đề của mình đang gặp phải là gì khi mà mình chọn lựa một cái sale để mình thay vào cái thiết bị của mình đó. Còn nếu mà anh em nào đó mà ví dụ như muốn học theo làm theo
thì vẫn có thể làm được, giống như mình như vậy không có gì phải lo lắng đến mức độ quá nghiêm trọng, miễn là anh em cảm thấy gọi là yên tâm khi mà chúng ta vận hành thiết bị trong cái điều kiện thực tế, và chúng ta kiểm soát được cái thiết bị của chúng ta kiểm soát được cái việc mà chúng ta sử dụng thiết bị của chúng ta, là anh em có thể thêm một cái sự lựa chọn là xe 4000 mAh dung lượng cao nhất trong thế giới 18650, và dòng xả thì tương đối thì cũng ổn ổn, tạm chấp nhận được, không quá tệ. Và nếu sử dụng xe này thì mình khuyên anh em là không bay ở chế độ sport, anh em chỉ nên bay normal, bay bình thường và bay nhẹ nhàng nhất có thể, bay đều ga, không bay thấp ga, không bay giật giật, anh em bay nhẹ nhàng đều đều vui vui thì chúng ta sẽ có được một thời gian bay rất là dài luôn. Nãy giờ mình nói anh em mình nổi mỏi miệng luôn mà nó còn tới 70 mấy% thì anh em biết là thời gian bay nó kinh khủng khiếp tới cỡ nào. Và đây là dung lượng thật 4000 mAh nha anh em. Nếu mà cách đây khoảng 1-2 năm về trước mà nói 18650 mà có dung lượng 4000 mAh thì mình không tin đâu, vì 4000 mAh chỉ có pin pha ke dung lượng ảo mới có là dung lượng 4000 mAh, vì lúc cách đây khoảng 1-2 năm về trước á, thì dung lượng cao nhất của 18650 đạt được đó chính là 3500 mAh với dòng xả tối đa là 10 A, cao nhất luôn, cao nhất mà mình từng biết luôn á. À, cái xe đó tên là Panasonic, từ Panasonic 3500 mAh là cao nhất mình từng biết, và một vài cái hãng cũng sản xuất xe dung lượng cao nhất cũng chỉ khoảng 3400 3500 thôi. Còn khoảng một năm đổ lại đây á, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ pin thì 18650 đã lên tới 4000 mAh, và đây là xe 4000 mAh công suất thật, dung lượng thật chứ không phải là 4000 mAh ảo giống như những cái sale mà của China bán 20-30 ngàn một sale, dung lượng 4000, 8000, 10000 trong cái size pin là 18650, thì cái đó thì coi như pha ke chăm chăm luôn. Còn này là bảo đảm là 4000 mAh công suất thật, sale rất là nặng, rất là chắc. Nhưng mà nói là nặng thì thật ra nó cũng nặng lắm, là nó cân nặng nó cũng ngang ngang với sale Samsung 25R 2500 mAh, chứ nó không có nặng hơn bao nhiêu, nó nặng hình như 2-3 gram gì đó. Nó nặng hơn chừng 2-3 gram mà dung lượng nó tới tận 4000 mAh, thay vì Samsung 25R là zin của hãng nó chỉ có 2500 mAh thôi, còn này là 4000 mAh, rất là đã, rất là phê anh em. Và theo nhà sản xuất thì cái xe này nó có chu kỳ, nó có tuổi thọ sẽ khoảng rơi vào khoảng 600 chu kỳ sạc anh em, khoảng 600 chu kỳ sạc, và sau 600 chu kỳ sạc nó sẽ còn khoảng 75% dung lượng. Đó. Thì nhưng mà cái đó là những thông số của nhà sản xuất thôi, chứ thực tế thì mình nghĩ chắc nó cỡ khoảng 100 chu kỳ sạc thôi nên nó đã te tua rồi nè. Và có một cái đặc biệt là so với cái đoạn đầu video anh em có thể thấy nè, nhiệt độ đang là 52,6 độ C, ở phần trăm pin là 48%. Tức là sao? Mình nói anh em nghe, anh em bay hover, anh em bay tại chỗ rất là hại máy nha. Anh em thấy thì trưa mình bay, ủa cái hồi đầu video mình bay đó, mình bay có 30% thôi, từ 100% xuống 70% mà nhiệt độ lên tới 50 độ C, trong khi này mình bay lượn ngoài trời, mình bay tới 40 mấy% mà mình nhiệt độ mới 52 độ C. Như vậy cái vấn đề mình muốn nói với anh em đó là khi anh em muốn test pin, test máy gì đó thì anh em ra ngoài trời anh em bay đó, cho có gió thổi nó mát anh em. Còn anh em bay tại chỗ, bay đứng im nó hại máy vô cùng luôn, hại máy hại pin nữa, nhiệt độ rất là cao, vì do cái luồng gió mình bay tại chỗ không bao giờ giống như cái gió mình bay ở ngoài trời được, nhiệt độ nó là cái luồng gió luẩn quẩn á, gió đi luẩn quẩn xoay tròn á, mà nhiệt độ sẽ rất là cao, nó sẽ hại máy của chúng ta lắm. Anh em bay thì anh em đi ra ngoài trời anh em bay cho nó đạt cái độ ổn định và cái sự tối ưu về cái luồng không khí nha anh em. Rồi cái nữa là với cái xe này á, nếu mà anh em nào có ý định đem nó độ cho con Mavic E chẳng hạn, em Mavic E là một con có cái cục pin nó tệ nhất, nó dễ phù dễ hư nhất, vì cái phần mềm quản lý cái pin á, cái phần mềm nạp trong con chip ở trong cái viên pin đó, cái phần mềm nó hơi tệ, cho nên là pin Mavic E hầu hết các viên pin Mavic E thì rất là nhanh phù, rất là nhanh hư, và thời gian bay của Mavic E thì khá là ngắn, do dung lượng pin nó chỉ có 2370 mAh, thời gian bay nó rất là ngắn. Vì thế là có một bạn em dùng xe 18650 để độ, để tránh cái việc phù lên con Mavic E, anh em sử dụng xe Sony VTC6 3000 mAh, nó bay được khoảng tối đa khoảng 18 phút 19 phút gì đó, nhưng mà
thật sự thì 18 19 phút nó cũng vẫn chưa phê, đối với một vài anh em nó cũng vẫn chưa phê. Vậy vậy thì cái xe 4.000 mà ác này có thể dùng để độ cho Mavic Air được không? Thì theo mình là không nha anh em. Xe này nó chỉ phù hợp với cao nhất là Mavic Mini thôi, nó không phù hợp với con nào hơn nữa đâu. Kể cả những con giống như là Mavic Mini xe Mini 2 này kia, mình nghĩ nó cũng không phù hợp luôn, nó chỉ phù hợp với con Mini thôi. Mini là con ăn dòng điện ít nhất, mình nghĩ là nó chỉ có thể đủ đáp ứng cho con Mini thôi. Còn Mavic Air thì bỏ đi, vì Mavic Air ăn dòng cực kỳ lớn. Mavic Air là một trong những cái máy nó ăn dòng điện lớn nhất từ trước đến giờ mà mình từng thấy trên một cái body với một cái cân nặng mà tương đương giống như của nó như vậy. Thì còn Mavic Air phải nói nó ăn điện kinh khủng khiếp luôn. Còn Mavic Air ăn chắc phải từ lúc nào mới cầm trên 10A. Và picking của con Mavic Air nó có thể ăn tới 16, 17A gì đó. Thì cái sale này nó không đủ đáp ứng đâu. Sale chúng ta không đủ đáp ứng. Tại sale chúng ta nó chỉ có 10A và picking nó có 12,5A thôi. Đừng lấy cái sale này mà độ cho Mavic Air nha. Nó không đạt đâu. Nó không tối ưu đâu. Không sử dụng được luôn. Nó rất là nguy hiểm luôn nữa. Mavic Air mình hết thuốc rồi. Mavic Air chỉ có sale 3850 thôi. Đó. Đây là những thông tin mà mình muốn cung cấp cho anh em. Nhiệt độ pin hiện tại đang là 54,4 độ C. Phần trăm pin hiện tại đang là 40%. Rồi thật sự là nãy giờ mình bay rất là mỏi tay luôn rồi. Không biết làm gì cả, mình chỉ bay lượn lòng vòng, không có làm gì hết. Để xem coi thời gian bay đó là bao nhiêu. Và mình đã tới giờ này mình đã tin chắc rằng cái dung lượng 4.000 mAh là dung lượng thật của xe pin này. Tại vì mình bay nãy giờ rất là lâu, rất là lâu. Bây giờ mình chỉ chờ tới khi nào nó hết pin, phần trăm pin cuối cùng. Và bây giờ mình sẽ cho anh em coi biểu đồ điện áp. Xe cũng còn rất là đều á, nhưng mà nhiệt độ đang rất là cao rồi. Gần 58 độ C hết anh em. Thì đây là đặc tính của pin 18650 nha. Nhiệt độ vận hành cao ở những phần trăm cuối, điện áp thấp và dòng xả kém. Đây là những đặc tính cố hữu của 18650 mà không thể nào có thể thay đổi được. Vì thế cho nên là 18650 thật sự là không khuyến khích dùng để bay drone, bay flycam nói chung. Nó không đạt, không đủ những cái tiêu chuẩn đáp ứng về kỹ thuật. Nhưng mà nói chung là nếu chúng ta thích một cái thứ mà ăn chắc mặt bền, một cái thứ mà nhẹ nhàng vui vẻ thì vẫn có thể sử dụng nó được, không có phải quá căng thẳng đến mức mà nghiêm trọng. Nhưng mà chỉ đối với dòng mini thôi nha. Còn với những cái dòng máy to to hơn thì mình không có dám chắc và bảo đảm điều này nó sẽ chính xác. Chẳng hạn như Mavic Air đó, anh em thấy nhiệt độ vận hành rất cao là một điều nguy hiểm rồi. Dòng xả kém đó, cân nặng của nó cũng lớn nữa, cân nặng của xe 18650 nó cũng lớn nữa. Nói chung là nhiều yếu tố kỹ thuật nó không an toàn lắm. Battery level is low. Rồi giờ mình sẽ kéo nó về, mình tiến hành mình hover nhẹ nhẹ để cho tới khi nào nó hết pin thì thôi nha anh em. Bắt đầu nó ép landing rồi. Ở 12% mà nó ép landing thì cũng hơi quýu trong mình đấy. Nhưng mà mình vẫn giữ độ cao được nha anh em. Anh em chỉ cần việc đẩy cần ga lên thôi là nó sẽ giữ độ cao mà nó không landing nha. Hãy bình tĩnh, thật sự bình tĩnh, không có gì phải lo lắng hết. Vì anh em biết sao nó báo landing không? Bởi vì phần trăm điện, vì điện áp, mức điện áp nó xuống thấp quá cho nên là nó ép mình phải landing đó anh em. Cái này anh em cứ bình tĩnh đẩy ga lên thì chúng ta vẫn duy trì được một cái chuyến bay nó bình thường nha. Chúng ta cứ đẩy ga, tại vì con Mavic Mini 1 ở lần trước mình có làm video mình test mình nói anh em rồi đó. Nó sẽ không bao giờ dừng lại. Không bao giờ dừng hạ cánh, nó dừng lại vì nó không có cái cảm biến bụng giống như những cái con đời mới sau này á. Cho nên là khi nó landing nó sẽ landing liên tục. Chúng ta phải đẩy ga để giữ cho nó lơ lửng, nó không bị tuột ha. Đó, anh em phải giữ ga liên tục nha. Và nhiệt độ bây giờ nó đã gần tới 60 độ C rồi. Xe pin nó đã đạt tới cái mức gọi là nguy hiểm của xe pin rồi đó anh em. Bây giờ mình chỉ cố mình giữ lơ lửng vị trí tại chỗ để nó đảm bảo là nó không có bị rơi và thời gian bay chúng ta sẽ là công bằng nhất thôi nha. Đó, mình vẫn cố mình giữ cái máy cho nó lơ lửng nha anh em. Mình vẫn dắt nó đi được một đoạn đó anh em, chứ không có phải là nó sẽ không phải hạ luôn bất ngờ hết anh em. Máy nó vẫn giữ được nè. 8% nè anh em. 7% nè anh em. Và mình vẫn có thể tiến tới được nè. Đó. Vẫn tiến tới bình thường nha, mặc dù là nó ép mình landing liên tục nhưng mà mình vẫn giữ độ cao bằng cách mình đẩy cần ga lên và mình di chuyển máy đi một cách bình thường. 6% rồi anh em.
rồi mình muốn quay đầu gì đó mình thì mình vẫn phải bơm ga nó hoài nha, không có buông ga ra nha, buông ga nó sẽ landing đó. Critically low battery warning. Đó, nó cảnh báo liên tục, low battery warning liên tục. Nó ép landing kìa anh em. Vẫn chưa landing nha, vẫn chưa landing nha, vẫn chưa landing nha, vẫn còn tải được nha. Vẫn còn dắt nó đi về được nè. Ê, nó cũng còn ở 3V, nó cầm lâu ghê luôn anh em. Mà vẫn dắt cái máy mình đi được, không có phải hạ cánh xuống. 60 độ C rồi, đạt tới nhiệt độ nguy hiểm của xe rồi đó anh em. Nhà sản xuất recommend chúng ta là phải vận hành dưới 60 độ nha anh em. Trên 60 độ là nguy hiểm nha. Landing. Rồi, không thể lên được nữa anh em. Đã dừng lại ở 0% và forced landing 60 độ C cho siêu pin của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thời gian bay có được cuối cùng là bao nhiêu nha. 2. Ây da. 38 phút. Quãng đường đi được là 6 km. Thời gian bay có được là 38 phút. Dung lượng rất là good nha, dung lượng rất là tốt. Bay được 38 phút. Và nói chung là viền pin khá là nóng. 60 độ C. Ok anh em.